Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2020, nhằm mùng 4 tháng 11 âm lịch, mình có làm clip cập nhật tình hình giá chuối ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là giá chuối cao ở các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An. Ngoài ra các tỉnh thành lân cận cũng chênh lệch không cao. Ngoài làm về giá chuối, mình còn làm về clip bông hoa, cây cảnh và các loại cây hoa độc lạ khác. Trở lại với tình hình cập nhật giá chuối hôm nay, có nhiều biến động trong ngày và có chiều hướng tăng. Cụ thể giá chuối cao có mức giá từ 18 tới 19 ngàn đồng một nải, thì thuộc vào màu sắc, đẹp xấu, trái to nhỏ và thời điểm thu mua của các thương lái và các cách vận chuyển mà có sự chênh lệch nhất định so với mức báo giá của mình hôm nay. Cụ thể ở Cần Thơ, Hậu Giang có mức giá từ 17 tới 18 ngàn đồng một nải, Vĩnh Long, Đồng Tháp có mức giá từ 15 đến 17 ngàn đồng một nải, Tiền Giang, Long An có mức giá từ 18 đến 19 ngàn đồng một nải. Đó chỉ là mức giá tham khảo để cho tiện việc mua bán của các thương lái và nhà nông. Còn nhiều điều thiếu sót chưa biết tới, kính mong quý vị anh chị và các bạn xem kênh cùng lượng bỏ qua thiếu sót của mình. Nếu ai đang bán ở các tỉnh thành nào hoặc biết giá ở các khu vực đó, hãy comment bên dưới cho mình để mình có thêm sự chính xác cao, và đồng thời mình cũng có thêm được một người bạn chân thành quý mến, và sẽ có được độ chính xác nhất định. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tới đây mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Cuối lời kính chúc quý bà con thân thuộc, anh em gần xa và những người bạn kính mến có được một ngày mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc mới, bình an và nhiều may mắn. Mùa Giáng sinh sắp tới, kính chúc toàn thể anh chị bà con, bạn bè gần xa an lành, tươi vui, hạnh phúc với người thân bạn bè, lúc nào cũng có tiếng cười rộn rã. Chúc bà con nhà nông có được một mùa vụ chúng to thắng lớn và bội thu, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như những giọt cà phê phin. Cuối lời mến chào, hẹn gặp lại bà con thân thuộc ở clip tới về giá chuối và clip 2. Tạm biệt.